Shop Phạm Huấn xin kính chào quý khách. Shop Phạm Huấn chuyên cung cấp đồ Nhật bãi, những đồ thanh lý siêu thị đến từ Nhật Bản, Mỹ và Đức. Đây vẫn là số hotline liên hệ trực tiếp đến shop bên em. Các bác nào cần mua hàng hoặc cần tư vấn thì cứ liên hệ cho bên em tư vấn 24/7. Sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu với các bác trong ngày hôm nay đó là con dây lưng Mỹ. Con dây lưng này thì của quân đội Mỹ các bác ơi. Đây. Được mặt của nó được làm bằng thép siêu bền các bác ơi. Đây, có USA đây. Hàng Mỹ các bác ơi. Còn thân của nó thì làm bằng dây dù siêu bền nha, vải dù siêu bền nha các bác ơi. Con này dài khoảng 1m1 đến 1m2 các bác. 1m1 đến 1m2. Đầu của nó được bọc một lớp da. Một lớp da đây, cực kỳ chắc chắn đây. Siêu bền luôn các bác ơi. Siêu bền luôn. Khóa thì vô cùng chắc chắn. Đây. Khóa vô cùng chắc chắn là dễ dàng thôi. Đây. Cần nhét vào thôi, cần nhét vào thôi. Rồi dập cái khung này xuống lại. Giật không ra luôn các bác ơi. Giật. Giật không ra luôn các bác ơi, cực kỳ chắc nha. Hàng cực kỳ bền chắc luôn. Bên em bán với giá là 140.000 con dây lưng Mỹ này đây. Các bác lên cho em mã sản phẩm là dây lưng Mỹ 140.000. Cực kỳ chất nha, hàng siêu bền, hàng siêu đẹp luôn các bác ơi. Hàng mới nên các bác cứ yên tâm về chất lượng. 140.000 con dây lưng Mỹ này đây. Hàng nhập khẩu Mỹ luôn các bác ơi, hàng quân đội Mỹ đây, các bác quan sát đây. Cực kỳ xịn luôn các bác ơi. 140.000 dây lưng Mỹ. Tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác là con đèn D1 đến từ Nhật Bản nha các bác ơi. Con này hàng này thì đựng trong hộp cực kỳ xịn sò các bác. Đây. Tặng kèm thêm dây sạc nha các bác ơi và một cục pin. Pin này các bác có thể lắp pin con thỏ vào để sử dụng các bác trong phòng trường hợp điện của đây. Pin của pin chính của nó hết thì các bác có thể lắp pin con thỏ vào. Cực kỳ tiện dụng luôn. Đây, pin của nó thì dùng pin 18650 nên là độ nên là chứa được rất nhiều pin, cực kỳ nhiều pin nha. Sử dụng rất lâu nha các bác ơi. Pin thế hệ mới nên là dung lượng rất lớn nha, dung lượng rất lớn, sử dụng khoảng 3-4 tiếng vẫn chưa hết pin nha các bác ơi, cực kỳ chất luôn. Đèn pin này thì cực kỳ sáng rồi, cực sáng rồi các bác quan sát đây. Đây, thu phóng cốt, đây, thu phóng cốt, cực kỳ xịn luôn các bác ơi, hàng xịn đây, siêu sáng luôn các bác ơi, đèn siêu sáng, đèn D1, bóng đèn D1 siêu sáng này, đây, cực kỳ xịn luôn. Bên đây bán giá là 190.000, bao ship cho các bác luôn. 190.000 con đèn D1 ở đây, đèn siêu sáng nha các bác ơi, thu phóng cốt đây. Thu phóng cốt cực kỳ xịn sò luôn. Bên em bán với giá là 190.000, tặng kèm dây sạc. Tặng kèm dây sạc và chế độ nháy, nhiều rất nhiều chế độ nha các bác. Sáng mạnh, sáng yếu. Nháy chậm, nháy nhanh. Cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Bên em bán với giá là 190.000. 190.000 bao ship cho bác luôn. 190.000 con đèn D1 ở đây, cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi. Thu phóng cốt cực kỳ chất luôn. Hàng siêu đẹp, siêu mới, hàng mới trong hộp nha các bác ơi. Hàng mới trong hộp nên các bác cứ yên tâm về chất lượng, hàng ở Nhật Bản nha. Đây, made in Japan này các bác ơi. Made in Japan này các bác. Các bác quan sát đây. Đây. Made in Japan. Đây. Cực kỳ xịn luôn. 190.000, 190.000 bao ship các bác luôn, con đèn D1 này đây. Các bác lên cho mã sản phẩm là đèn D1 190.000 bao ship, có dây đeo luôn, có dây đeo và tặng kèm theo dây sạc cho các bác luôn nha. 190.000 thôi, bao ship cho các bác. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác trong ngày hôm nay là con kéo cắt cành cam. Con kéo cắt cành cam này thì cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Con này Nhật Bản các bác, đây, Nhật Bản các bác ơi. Đây. Các bác có thể nhìn chữ đó, 8K95 đó là mã của nó. Còn đây là Japan, là Nhật Bản. Đây, sản xuất từ Nhật Bản các bác ơi. Con kéo cành cam này thì cực kỳ chất luôn các bác. Hàng mới nha các bác. Hàng mới nguyên hộp nha. Cực kỳ chất luôn. Bên em bán với giá chỉ 100.000 thôi. 100.000 lại còn bao ship. Siêu rẻ luôn các bác ơi. Con này thì có thể cắt cành hoặc cắt lá tôn mỏng rồi cũng được. Cắt cành cây thì tỉa cành tỉa cây thì cực kỳ đơn giản, là cực kỳ dễ dàng luôn. Bên em bán với giá chỉ 100.000 thôi. Bao ship cho các bác luôn. 100.000 bao ship cho các bác luôn. Kéo cành cam. Các bác lên cho mã sản phẩm là kéo cành cam 100.000 bao ship luôn các bác ơi. Cực kỳ rẻ luôn, siêu rẻ, lưỡi được làm bằng thép siêu bền nha. Thép siêu bền siêu sắc luôn. Các bác dùng vài năm cũng không sợ mòn lưỡi, không sợ dỉ lưỡi.
thép siêu bền mà 100.000 thôi, bao ship cho bác luôn. Kéo cành cam 100.000. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác đó là con dao SA78 đây. Con này dao này thì có thương hiệu Columbia của Mỹ nha các bác ơi. Con này hàng Mỹ nha các bác ơi. Đây, in hình con sói cực kỳ đẹp luôn. Đây, lưỡi dao thì dài khoảng 20 phân. Lưỡi dao dài khoảng 20 phân. Tổng chiều dao dài là tổng chiều dao con dao là khoảng 37 phân, 37 cm. Hàng cực chất luôn các bác ơi. Làm thép đúc khép nguyên khối nha các bác. Đúc khép nguyên khối từ thân đến đầu lưỡi luôn. Bên em bán giá chỉ 430.000, 430.000 con dao SA78 đây. Cực kỳ xịn luôn nha, thép siêu bền. Thép siêu bền của Nhật nha các bác ơi. Thép này thép Nhật nhưng mà do Mỹ sản xuất nha các bác, cực kỳ chất luôn. Đây, Columbia. Thương hiệu Columbia của Mỹ đây các bác quan sát đây. Con này có mã sản phẩm là SA78. Bên em bán giá là 430.000. Đây, hàng mới thì các bác đựng trong bao này như thế nào đây, cực kỳ chất luôn các bác. Bao vải này cực kỳ xịn sò luôn. Bên em bán với giá là 430.000 con dao này đây, con dao SA78, con dao SA78 em bán 430.000, cực kỳ xịn sò luôn. Lưỡi siêu sắc để em test khả năng cắt giấy của nó cho các bác nhé. Cực kỳ ngon luôn các bác ơi, cực kỳ sắc luôn các bác, siêu sắc luôn. 430.000 bên em bán với giá con dao SA78 này đây, 430.000 thôi. Sở hữu con dao này cực kỳ chất luôn các bác ơi, thân được bọc gỗ nha các bác ơi, bọc gỗ cực kỳ xịn sò, 430.000. Tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác là con dao gấp xám của Mỹ nha các bác ơi. Con dao này của Mỹ sản xuất nha các bác ơi. Con này dao gấp này cực kỳ xịn sò luôn, gấp và siêu gọn luôn các bác ơi. Rồi. Siêu gọn, siêu sắc luôn các bác ơi. Con này thì cắt giấy thì ngọt như hơn con dao SA78 chưa luôn, cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Cắt giấy ngọt, cực kỳ ngọt luôn các bác ơi. Đây, con dao gấp xám Mỹ bên em đang bán với giá là 200.000, bao ship cho bác luôn. Đây, đầu của nó được có tích hợp một đầu phá kính và một đầu cắt dây an toàn, cực kỳ xịn sò luôn. Có cả rắc để kẹp thắt lưng đây. Bên em bán với giá chỉ 200.000 thôi, 200.000 bao ship cho các bác luôn. Con dao này đến từ Mỹ nha các bác, Mỹ nha. Con dao gấp xám của Mỹ 200.000 bao ship, cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi. 200.000 thôi, sở hữu con dao cực kỳ sắc, gấp vào đây, gấp vào thì các bác cần ấn cái lẫy này, ấn cái lẫy này về bên trái nó sẽ gấp vào được, cực kỳ xịn sò, siêu nhỏ gọn luôn nha các bác ơi, để vừa lòng bàn tay, cực kỳ xịn luôn. 200.000 bao ship cho các bác luôn. Một sản phẩm nữa cũng là con dao nhưng mà nó là dao nắm đấm, cũng đến từ Mỹ các bác ơi, cực kỳ xịn sò, cũng xịn sò không kém những con dao trước em giới thiệu này, cũng có thể cắt giấy luôn. Cắt giấy cực kỳ dễ dàng luôn các bác ơi, cắt giấy cực kỳ dễ dàng luôn. Đây, siêu sắc luôn các bác ơi. Bên em bán với giá chỉ 250.000, 250.000. Thân được làm bằng gỗ nha các bác ơi. Đây, gấp vào thì nó cực kỳ nhỏ gọn luôn, cực kỳ nhỏ gọn và nó có thể dùng để tự vệ được các bác ơi. Đây, nắm đấm vào thì cực kỳ chất luôn. Đây, dao này gọi là dao nắm đấm các bác ơi. Nắm vào thì cực kỳ đẹp luôn các bác ơi. Đây, như này, cực kỳ vừa tay luôn, cầm rất vừa tay luôn. Bên em bán với giá chỉ 250.000, bao ship cho các bác luôn. Thân nó được làm bằng gỗ, thân nó là bằng gỗ nha, bên trong vẫn là kim loại thép bình thường nha. 250.000, hôm nay giảm xuống chỉ còn 230 thôi, chỉ còn 230.000 thôi, thanh lý. Bên em bán chỉ có 230.000 thôi con này, bao ship luôn cho các bác nha. 230.000, bao ship cho các bác luôn. Con dao nắm đấm bên em đây, 230.000, bao ship cho bác nha. Tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác là con dìu Mỹ nha các bác. Con dìu này thì lưỡi nó là bằng thép nha các bác, thép siêu bền luôn. Đây, đúc nguyên khối thép mà bên ngoài sẽ bọc nhựa cho các bác nha các bác, cực kỳ xịn, cực kỳ xịn luôn. Có cả tay và dây đeo tay cho các bác luôn. Đây, đeo và cực kỳ chất luôn. Con này thì nó tích hợp cả búa nha, cả búa và cả đánh lửa cho các bác luôn. Đây, con này đến từ Mỹ nha, em gọi con này là dìu Mỹ, lưỡi siêu sắc luôn, hàng mới các bác ơi, cực kỳ chất luôn. Nó tích hợp thêm bộ phận đánh lửa. Đây, em test khả năng đánh lửa cho các bác nhé. Cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Các bác nào đi sinh tồn hoặc đi vào trong rừng cần lửa hoặc cần một chiếc dìu để đốn cây
thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Bên em bán con dìu Mỹ này với giá là 350.000, bao ship cho các bác luôn, cực kỳ xịn luôn. Thân dìu được làm bằng thép siêu bền này các bác. Đây, được đúc nguyên khối và bên ngoài bọc nhựa siêu bền luôn. Đây, cực kỳ chất luôn các bác ơi, cực kỳ xịn luôn các bác ơi. 350.000, bao ship cho các bác luôn. Ngoài chức năng là một cái dìu, một cái búa, thì nó bên trong thân của nó còn tích hợp cả một con dao, con dao cực kỳ dài luôn các bác ơi, dao cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi. Đây, con dao này lưỡi dài khoảng 20 phân các bác, 18-19 phân, cực kỳ xịn luôn. Con dao này có dùng để thái gọt, cực kỳ xịn luôn. Bên trong thân của nó nha, bên trong thân dìu cực kỳ xịn luôn. 350.000, sở hữu một con dìu mà rất nhiều chức năng, đánh lửa là một con dìu, cái búa vào bên trong thân nó còn tích hợp cả con dao nữa, cực kỳ dẻo luôn các bác ơi, cực kỳ xịn sò luôn. 350.000 thôi, em bao ship cho bác luôn, cực kỳ xịn luôn. 350.000 bao ship cho bác. Dìu sói à, dìu Mỹ, các bác lên cho em mã sản phẩm là con dìu Mỹ, 350.000 bao ship. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác là con xẻng sinh tồn, con xẻng đa năng này cực kỳ chất luôn các bác ơi. Con này thì em sẽ thu gọn vào đây, em sẽ là giới thiệu các bác từng khúc một nhá. Đây, đầu tiên của nó thì nó là đầu phá kính nha các bác ơi. Đây, đầu phá kính nha các bác ơi, đầu phá kính đây. Con này đầu tiên là đầu phá kính nha. Đây, xoáy ra xoáy vào được nha. Đây, bên trong nó còn tích hợp cả một thanh đánh lửa anh các bác, một thanh đánh lửa cực kỳ xịn luôn. Đầu này đầu phá kính, đầu phá kính nha các bác ơi, đầu phá kính xịn sò. Đây, được nó được lắp ráp thành 4 khúc. Đây, khúc đầu tiên thì là cái đầu phá kính thôi. Khúc thứ hai của nó sẽ là một con dao được giấu trong thân của cái xẻng, cực kỳ xịn luôn. Đây, con dao nhỏ ngọn này đây, được giấu trong thân của cái xẻng, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Còn khúc thứ ba của nó là cũng chỉ là một khúc nối thôi các bác, cũng chỉ là một khúc nối. Và khúc cuối cùng 4 khúc nha các bác. Đây, 4 khúc nó sẽ có thể là một chiếc cuốc, một chiếc xẻng. Đây, lưỡi xẻng thì tích hợp mà này, lưỡi cưa này. Đây, lưỡi xẻng được tích hợp một lưỡi cưa. Lưỡi cưa và bên đầu còn lại là nó là một con dao, một lưỡi dao cực kỳ sắc luôn các bác ơi. Các bác có thể dùng lực để chặt, cực kỳ xịn luôn, có thể biến thành cái cuốc hoặc một cái xẻng, gấp vào cũng rất gọn luôn các bác ơi. 4 khúc. Đây, xẻng 4 khúc rồi đây. Bên em bán với giá là 400.000. 400.000 con xẻng 4 khúc này đây. Con xẻng đa năng, các bác lên cho mã sản phẩm là xẻng sinh tồn hoặc xẻng đa năng, 400.000. Được tích hợp đầu phá kính, đá đánh lửa và một con dao trong thân. Lưỡi xẻng thì có thể biến thành cuốc khi gập mà gọn lên như thế này. Đây, cực kỳ xịn luôn các bác ơi. 400.000 thôi, gập vào siêu gọn. Siêu gọn luôn các bác ơi. 400.000 con xẻng sinh tồn này đây. Các bác lên cho mã sản phẩm là xẻng sinh tồn, 400.000. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác trong ngày hôm nay đó là con máy cạo râu Yandu. Yandu của Nhật nha các bác ơi. Con này cực kỳ xịn sò luôn. Đây, để em test nha. Đây, cực kỳ xịn luôn các bác. Đây. Đây. Các bác lưỡi cực kỳ bền luôn các bác, lưỡi cực kỳ xịn luôn. Đây. Cực kỳ ngon luôn các bác ơi. Bên em bán giá chỉ có 170.000 thôi, 170.000 bao ship luôn, 170.000 bao ship các bác luôn. Thân máy được tích hợp thêm củ sạc luôn rồi, nên các bác không cần cắm dây sạc nữa cho nó lằng nhằng, cực kỳ xịn. Khi muốn hoạt động thì chỉ cần ấn công tắc này, đây, ấn công tắc này, đây, các bác cạo bình thường thôi. Hết pin thì các bác sạc vào cho em, cực kỳ xịn luôn các bác. Con này sử dụng điện 220V nha, 220V, cực kỳ xịn. Các bác có thể nghe tiếng máy đây, cực kỳ ngon luôn, cực kỳ ngon luôn các bác ơi. Bên em bán với giá chỉ 170.000, bao ship cho bác luôn. Các bác nào có nhu cầu mua thêm lưỡi thì các bác cứ gọi điện vào thợ ấy, nhắc nhân viên về bên em, bên em sẽ ship cả lưỡi dự phòng cho các bác. Lưỡi dự phòng bên em của chỉ có giá là 40.000 thôi, gồm một màng và một lưỡi. Các bác nào cần mua thì cứ nhắc nhân viên bên em, bên em sẽ ship đầy đủ hàng cho bác. Một thân máy này có giá là 170.000, một bộ lưỡi dự phòng có giá là 40.000, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Máy cạo râu này đây, bên em bán có giá chỉ 170.000 thôi, 170.000 máy cạo râu này đây, cực kỳ xịn sò, đến từ Nhật Bản nha các bác ơi, Yandu Nhật Bản, Yandu của Nhật Bản các bác ơi.
Đây, hàng siêu mới nha, hàng mới nha các bác ơi, cực kỳ chất luôn. Sử dụng điện 220V để sạc. Bên em bán với có giá chỉ 170.000. Bộ lưỡi dự phòng là 40.000. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên em. Các bác nào muốn mua hàng hoặc có nhu cầu tư vấn thì cứ gọi điện trực tiếp cho bên em. Bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bác. Các bác xem video nhớ để lại cho em một nút like, một nút đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em. Để kênh của em được phát triển hơn, mang đến nhiều sản phẩm hấp dẫn và có hiệu quả đến nhu cầu đời sống của bác hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video ngày mai.